Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Trong video này thì mình sẽ cùng các bạn đặt lên bàn cân hai chiếc máy đang đâu đó loanh quanh khoảng tầm 11 triệu đồng, có thể là cộng trừ 600-700 nghìn gì đó. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy S10 và chiếc iPhone 8 Plus, để xem là các bạn sẽ phù hợp với chiếc máy nào nhá. Chiếc máy của 2019 hay là của 2017. Bây giờ cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu thôi. Hôm trước thì mình có một cái video nói về chiếc S10 Plus đang có mức giá 12 triệu nhưng mà thực tế là 12.990. Rất là sorry các bạn vì tiêu đề có vẻ nó hơi sai một chút. Tuy nhiên thì hôm nay với chiếc S10 này mức giá chỉ là 11.790 mà thôi, loanh quanh khoảng đó, thì các bạn có thể truy cập đường link của Di Động Việt mình để phần mô tả video nếu các bạn đang quan tâm nhá. Với một chiếc máy được ra mắt năm 2019 mà khi so sánh với chiếc máy ra mắt năm 2017 thì sẽ lệch nhau rất là nhiều về cái mặt thiết kế. Và như các bạn thấy là thiết kế của chiếc S10 nó hiện đại bao nhiêu, nó sát thời đại bao nhiêu, thì với chiếc iPhone 8 Plus này nó có vẻ như khá là xa với chúng ta rồi. Một cái thiết kế cực kỳ cổ điển quen thuộc từ đời iPhone 6, iPhone 6 Plus đến tận bây giờ. Tất nhiên thay đổi nhỏ đó chính là thay việc mặt lưng sẽ là bằng nhôm thì bây giờ là bằng kính. Còn với lại chiếc S10 của chúng ta thì mặt lưng này làm bằng kính này, các bạn được bo cong sang hai bên, ở phía dưới khả năng đổi màu từ màu trắng sang màu xanh, nói chung thì rất là đẹp. Và cả hai chiếc máy này đều cho mình cảm giác cầm nắm rất là tốt. Tuy nhiên thì mình sẽ ưng chiếc S10 này hơn bởi vì là em nó nhỏ nhắn xinh xắn hơn khi cầm rất là vừa lòng bàn tay của mình. Còn với chiếc iPhone 8 Plus này, nếu như mình muốn mang đi thì có lẽ là mình sẽ lựa chọn hắn là bỏ một cái túi đeo chéo thay việc là bỏ túi quần. Có vẻ nó hơi to một chút. Và đặc biệt là những chị em phụ nữ nào mà đem chiếc iPhone 8 Plus này thì mình khẳng định là sẽ phải bỏ vào túi đeo chéo chứ không thể nào bỏ túi quần được. Ở mặt lưng của hai chiếc máy này thì đều không cảm biến vân tay. Tuy nhiên thì iPhone 8 Plus vẫn là vân tay một chạm nằm ở phía trước, rất là quen thuộc ở phía nút home của chúng ta. Còn với lại chiếc S10 này, các bạn có vân tay siêu âm trong màn hình. Đây là một công nghệ mới mà mình thấy rằng nó giúp tiết kiệm rất là nhiều diện tích mặt trước để các bạn đặt cái màn hình lớn hơn, màn hình to hơn mà cái diện tích của máy thì nó lại bé đi. Thêm một điểm cộng chiếc S10 trong phần thiết kế, đó chính là S10 vẫn còn giữ lại jack cắm tai nghe 3.5, trong khi đó với iPhone 8 Plus thì thôi không cần thiết đâu, vứt đi. Các bạn chịu khó mua dongle cổng chuyển nhé, cống hiến thêm tiền cho Apple. Với những bạn nào mà thích mang điện thoại đi bơi thì chiếc iPhone 8 Plus này sẽ không giúp các bạn mang đi bơi được vì chống nước chỉ là IP67 mà thôi. Với cái chống nước này thì mình thấy rằng là một vài cơn mưa hay là chẳng may các bạn có thả vào chậu vớt lên, ok, nó sẽ là ổn. Còn với lại chiếc Galaxy S10 này, các bạn có tiêu chuẩn chống nước là IP68, tức là 30 phút ở 1.5 m. Có vẻ là khá ổn để em chụp ảnh dưới nước đấy. Tuy nhiên mình không khuyên cáo các bạn nhá, tại vì chúng ta mà đem xuống nước bị hỏng sẽ không được bảo hành. Và về màn hình thì tất nhiên rồi, Galaxy S10 hơn hoàn toàn so với lại chiếc iPhone 8 Plus chúng ta. Một cái màn hình lớn hơn là 6.1 inch so với lại 5.5 inch. Một cái màn hình Dynamic AMOLED so với lại cái màn hình IPS LCD. Tiếp theo là về độ phân giải thì ở trên chiếc S10 này cũng là 2K+, trong khi đó ở trên chiếc iPhone 8 Plus này chỉ dừng lại là Full HD. Với thiết kế màn hình kiểu mới như trên S10 này thì các bạn sẽ có cạnh trên, cạnh dưới, cạnh trái, cạnh phải nó cực kỳ mỏng. Thực ra là chê iPhone 8 Plus nhiều quá thì cũng không đúng, vì iPhone 8 Plus vẫn có một cái điểm hơn so với S10 phần màn hình, đó chính là về màu sắc. Màu sắc cho iPhone 8 Plus nó chính xác hơn so với màu sắc cho S10. S10 vẫn có cái phần nó hơi nịnh mắt một chút. Đến với phần cấu hình của hai chiếc máy này thì Exynos 9820 là một con chip rất là mới và khá là mạnh mẽ. Còn với lại chiếc iPhone 8 Plus, các bạn là con chip Apple A11. Con chip này tuy là không mới, thế nhưng nó vẫn còn rất là mạnh. Và mình cũng đã chấm điểm AnTuTu ở cả hai để các bạn có thể nhìn được. Thì với chiếc S10 này, các bạn đang có là khoảng tầm 326.500 điểm AnTuTu. Còn ở trên chiếc iPhone 8 Plus này sẽ là khoảng tầm 205.000 điểm. Với những con số này thì chúng ta biết được rằng là con chip 9820 đang mạnh hơn con chip Apple A11. Tuy nhiên trải nghiệm thực tế của mình thì mình thấy rằng nếu bạn nào mà định mua về để chơi game, các bạn nên chọn iPhone 8 Plus. Bởi vì sao? Bởi vì iOS được nâng cấp, được tối ưu, được cập nhật luôn luôn là sớm hơn và tốt hơn so với Android. Và đồng thời là khi trực tiếp mình là người chơi, mình là người dùng thì mình thấy rằng là A11 đang cho mình hiệu năng chiến game là ngon hơn so với lại Exynos 9820. Còn nếu như bạn là một người dễ tính hơn trong việc chơi game thì mình sẽ khuyên các bạn là nên chọn chiếc S10 này, bởi vì S10 đang có rất rất nhiều những cái thứ mới so với chiếc iPhone 8 Plus của chúng ta. Và về bộ nhớ trong thì trong tầm giá này các bạn sẽ có 128GB ở trên chiếc S10 này, có thể mở rộng qua thẻ nhớ gắn ngoài. Còn với lại chiếc iPhone 8 Plus thì chỉ dừng lại là 64GB và tất nhiên là sẽ không có thể nào mở rộng qua thẻ nhớ được. Nếu như mở rộng qua thẻ nhớ có Google Play thì các bạn sẽ có một chiếc iPhone tàu các bạn ạ. Tiếp theo là tới phần camera, thì ở trên S10 các bạn sẽ có camera trước có độ phân giải là 10MP, còn ở trên chiếc iPhone 8 Plus này độ phân giải chỉ dừng lại là 7MP. Tuy nhiên thì với cam trước mình thấy rằng là chụp cả hai máy đều rất là ổn, chị em đều có thể là đem ra tự sướng và anh em có thể mang ra để chụp lại chị em, không có vấn đề gì cả. Và về camera sau thì đây là cái điểm mà chiếc S10 đang làm cho iPhone 8 Plus bị thua thiệt khá là nhiều khi sở hữu tới bộ 3 camera, trong khi đó ở trên đây chỉ là bộ đôi camera mà thôi. Và với cụm 3 camera này thì sẽ có một camera chính có độ phân giải là 12MP, thay đổi khẩu độ được từ f1.5 đến f2.4. Tiếp theo là một camera tele có độ phân giải là 12MP. Và cuối cùng là một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 16MP. Còn ở trên iPhone 8 Plus thì các bạn sẽ có bộ đôi camera có độ phân giải đều là 12MP và khẩu độ lớn nhất là f1.8, tức là nó nhỏ hơn so với lại f1.5 ở trên chiếc S10 này. Ở trước đây thì mình đã có một cái video đánh giá chất lượng camera của Galaxy S10 Plus và iPhone XS Max, nếu như bạn nào mà quan tâm có thể xem lại, bởi vì là camera ở trên chiếc S10 và S10 Plus là giống như nhau, còn tất nhiên là XS Max thì nó hơn đột phá so với iPhone 8 Plus rồi.
Cuối cùng là về pin thì chiếc S10 các bạn có một viên pin có dung lượng là 3400 mAh. Trong khi đó ở trên chiếc iPhone 8 Plus này thì viên pin nó nhỏ nhắn xinh xắn hơn, chỉ dừng lại là 2691 mAh thôi. Về những công nghệ hỗ trợ thì với chiếc S10 các bạn sẽ có sạc nhanh 15W này, các bạn có sạc không dây 15W, và chiếc S10 thì còn có tính năng sạc ngược không dây nữa. Với tính năng này các bạn sẽ có ngay một cục sạc dự phòng không dây bằng giá của chiếc S10 này để đem sạc những thiết bị có hỗ trợ sạc không dây như kiểu là Note 9 hay là iPhone 8 Plus chẳng hạn. Còn đối với lại 8 Plus thì các bạn vẫn có sạc nhanh, tuy nhiên là để sạc được các bạn sẽ cần phải mua củ và cáp PD ở ngoài. Còn về vấn đề sạc không dây thì ở trên iPhone 8 Plus chỉ là sạc chuẩn chi thôi, không phải là sạc nhanh 15W như là S10. Và video của mình kết thúc ở đây thôi, thì các bạn sẽ chọn một chiếc máy mới từ năm 2019 là chiếc S10 này, hay là một chiếc máy đến từ năm 2017 đó chính là iPhone 8 Plus. Hãy để ý kiến hơn bình luận cho mình cùng biết nhé. Bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.